bất sản đặc biệt. Kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gả đến chị một miếng đất nền nha. Với ngang diện tích là 7m, chiều sâu anh chị là 74m anh chị nha. Đất mình hiện tại là đất keo năm, chưa có thổ cư anh chị nha. Cái hướng đất mình nằm ở đây là hướng chánh tây luôn. Anh chị nào mà họ phong thủy, coi tuổi, xây biệt thự hay là xây ngói thái á, đây là vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Nếu chị đi ra từ Sài Gòn về miếng đất mình á, là đi khoảng là 64 cây số là tới chị nha. Đây là cái vị trí nè. Nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị nha, nó về tới đất mình là 64 cây số. Đường xá rất là dễ đi đúng không chị? Còn vị trí đứng đây là ngay góc ngã tư Kinh Kháng Chiến Tây 2 anh chị. Anh chị đi thẳng đường này là từ vị trí đứng đây nè là khoảng là 1 km nữa là tới quốc lộ A. Cái đó thì anh chị về trái là về thành phố Mỹ Tho, về thành phố Hồ Chí Minh, còn về phải là về ngay chỗ mà chợ Long Định anh chị. Từ cái đất mình luôn á, chạy ra chợ Long Định là khoảng là 2,5 cây số là tới anh chị nha. Đây là buổi sáng thì buôn bán rất là đông đúc anh chị ha. Đây là có cái chợ tạm nằm ngay vị trí góc đường nhựa này anh chị nha. Tại em đang quay đây cũng khoảng 9-10 giờ anh chị ha, cũng hơi vắng xíu. Đây có chợ tạm nằm đây. Từ vị trí đường nhựa này kia bằng đường nhựa ấp Trung, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa chị ha. Đó, đây tẻ rất là nhiều đường, nhiều hướng đi. Còn anh chị đi hướng trước màn hình này là về có trường tiểu học, trường mầm non, trường trung học. Mà đi khoảng là 1,5 cây số là tới chị nha. Từ vị trí chỗ ngôi tư này em sẽ chạy vô đất mà luôn á, là khoảng 700m nữa mới tới chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha, em chạy xe từ cái chỗ vị trí ngã tư này vô tới đất luôn để cho anh chị và cô chú mình tham quan đường xá và hàng xóm luôn anh chị nha. Rồi để em lấy xe các anh chị. Đây có tiệm thuốc tây nữa anh chị, bán nước, thì bán nước ngọt đầy đủ hết ở đây anh chị ha. Hiện tại trên đất mình anh chị thì chưa có trồng cây trái gì chị ha. Số có cây dừa với mít nhưng mà hiện tại thì nó chết anh chị ha. Tại vì chỗ ở xa không có chăm sóc anh chị. Nên giờ hiện tại là đất mình chưa có trồng cây trái gì hết. Cái này thích hợp cho anh chị cô chú nào mua để mình cắt cái nhà để mình ở anh chị ha. Tại vị trí đây rất là đẹp. Tại đi cách đường nhựa này nè anh chị chỉ có là 100m thôi. Mà cái đường trước đất mình á, là đường đan hiện tại á, là 2m anh chị nha. Đó, đường đó thì chuẩn bị là mở rộng là 3m. Đó, đường đó đường công cộng, nhà nước mở anh chị nha. Đường nhựa này kia bằng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa anh chị nha. Rồi mình đã hết đường nhựa Nam Kỳ Khởi Nghĩa anh chị. Đó, tới đây thì anh chị về trái á, đường đan 3m á, là về sông huyện Tân Thành. Còn về phải là về hướng đường huyện 33 anh chị ha. Còn mình đi đây là qua cây cầu, mình đi thẳng nha anh chị. Đây là cái bản quy hoạch là mở rộng đường là 3m anh chị ha. Còn nếu mà tính cái lề luôn á là 4m anh chị nha. Đó, đây đã hợp dân rồi nên chị cũng yên tâm ha. Đây chuẩn bị nhà nước đổ đan. Ở phía trong anh chị là cây cầu nhà nước đổ là 3,5m rồi. Cây cầu này cũng đập làm lại luôn anh chị nha. Em nói rất là cụ thể chi tiết để cho anh chị mình nắm ha. Ở đây thì nhà cửa rất là đông anh chị nha. Chỉ có khu vực mình thì vô 100m á. Chỗ ở đó thì dân ở đó ta nuôi cá anh chị. Đó, đây cái mấy cái hồ nè. Đó nuôi cá giống anh chị ha. Nên chỗ này thì ít nhà thôi. Còn qua cái miếng đất mình ít xíu khoảng 50m thôi. Ở nhà rất là đông anh chị nha. Rồi, mình đã tới vị trí đất anh chị ha. Rồi để em đậu xe lại anh chị nha. Đất mình anh chị thì không có mồ mả, không có dướng dây điện câu thế gì anh chị nha. Đất mình ở đây thì xài nước ngọt, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn anh chị. Nên anh chị và cô chú mình rất yên tâm vấn đề đó nha. Ở bên tay trái đó là có một cái kinh tiêu anh chị. Kinh tiêu này khoảng là 6m anh chị ha. Đó mà lấy nước ra vô nè, mình tưới trái cây rất là tiện anh chị ha. Buổi chiều thì ở đây rất là mát anh chị. Đó thì sông nước nè, tại ở đây là cũng không khí trong lành anh chị ha. Bên mé sông đó anh chị là bên kinh đây đó là đất của mình luôn anh chị nha. Mình sử dụng luôn anh chị nha. Anh chị có thể trồng một số cây dừa hay là mít. Đó. Tùy thích anh chị nha. Còn đất mình nằm đây là bên tay phải là đất liền.
Rồi để quay gần camera để cho anh chị xem cái trụ bê tông ranh giới nha. Ở bên tay phải màn hình anh chị có trụ bê tông là 1 mét anh chị ha. Qua bên tay trái mình là 7 mét, chiều sâu là 74 mét anh chị nha. Gia chủ ký gửi giá bán anh chị là 590 triệu anh chị ha. Giá này là chủ nó còn bớt nhiều và bao giấy tờ cho mình luôn anh chị nha. Hiện tại thì đất mình đã có ranh giới rõ ràng nè và có sổ hồng riêng luôn anh chị nha. Đây cái trụ bê tông khoảng là nửa mét nằm bên tay trái màn hình anh chị. Đó, qua tới đây nè anh chị nha. Tại để em chỉ quay lại cái mặt tiền 7 mét cho chị xem lại nha. Cái đường này là nãy mình chạy vô nè chị, từ chỗ mà ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường nhựa Kinh Kháng Chiến T2 anh chị, cái chỗ mà chợ tạm anh chị. Đó, nãy mình chạy vô nè. Từ vị trí đất mình anh chị đi ra quốc lộ A chị chỉ có là 1 cây rưỡi số thôi anh chị ha. Còn cách ở chợ Tiện Ích, chợ Long Định ở quốc lộ A anh chị là khoảng là 2 cây rưỡi số mới tới chị nha. Ở đó có rất là nhiều tiện ích, trường học, ủy ban, ngân hàng và rất là nhiều tiện ích khác chị nha. Rồi em xin mời chị ha, để em đi vô bên trong đất để quay kỹ cho anh chị xem ở bên trong, rồi em sẽ đi ra cái ranh cuối cùng luôn để cho anh chị mình nắm rõ hơn cái đất của mình cần mua anh chị ha. Em xin nhắc lại đất mình nó thì có 1 lip ha và 1 cái mương. Cái mương đó thì cũng nhỏ thôi anh chị, 1m2 thôi đó, dài vô là sâu vô là hết đất luôn chị nha. Trên đất mình lúc trước đây là trồng mít và dừa anh chị, trồng được khoảng 1.5 năm thôi, nhưng mà chủ xong rồi bỏ luôn chị ha, rồi xong rồi không có canh tác nữa anh chị đó, rồi tính định cất cái nhà nên không có trồng lại anh chị, rồi xong rồi giờ do hai chồng với mấy đứa con anh chị cũng khó khăn quá, giờ kẹt tiền nữa anh chị, nên kêu bên em ký gửi bán gấp cái miếng thửa đất này anh chị ha. Đây là khu vực dân của mình anh chị ha, gần đây nè, đang quay gần cho chị thấy rõ đó. Cái này nếu mà anh chị cất cái nhà anh chị ha, mình cuốn nền chỗ mặt tiền đan mà anh chị vô khoảng là khoảng 20-25 mét chị. Phía trước mình làm cái sân nè, cái lộ giới á, cái đường mình là 5 mét anh chị ha. Ở đất mình là đường công cộng có lộ giới nha anh chị. Đó, mình cuốn nền, mình bơm cát lên, mình cất cái nhà anh chị ha. Rồi mình kéo gạo hết đất mình luôn anh chị. Rồi xong rồi mình trồng một số cây trái phía sau chị ha. Còn cái mương này dài ra phía sau á thì mình đừng có bơm cát nha chị ha. Mình để đó mình nước á, mình lấy nước vô mình tưới mấy trái cây nè, hay là mình làm cái ao để mình nuôi cá. Đó, rất là tiện anh chị nha. Rồi em đi ra phía sau cuối cùng luôn, chỉ ranh giới cho anh chị nắm nha. Đây là cây mít anh chị, bên tay trái màn hình anh chị, đó là ranh giới cuối cùng của mình anh chị ha. Phía sau cái mít đó là có 2 cái trụ bê tông anh chị ha. Đó, rồi sau đất mình đó là trồng lúa ở đất người ta anh chị, còn mình là lên liếp rồi đó, dễ biết anh chị ha. Tại cỏ rất là nhiều em không có đi qua tới cái ranh cuối cùng được đó, khoảng là 20 mét là tới ranh cuối cùng rồi anh chị nha. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số thoại màn hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá một lần nữa nha, là chủ ký gửi là 590 triệu nha. Giá này là chủ nó bao giấy tờ và bao sang tên cho mình luôn, mình rất yên tâm vấn đề đó anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.